Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức, Nhã Phương ngày càng yêu Trường Giang cũng vì điều này. Nhìn cách Trường Giang chăm sóc Nhã Phương, nhiều người sẽ hiểu lý do vì sao nữ diễn viên xinh đẹp lại yêu nam danh hài một cách bất chấp đến vậy. Khá im ắng giữa rần tin tức Sao Việt thời gian qua, cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương đã tận hưởng những ngày tháng bình yên và hạnh phúc của họ sau tất cả thị phi. Tối qua, Trường Giang đích thân hộ tống Nhã Phương ra sân bay để tiễn bạn gái đi Hà Nội thực hiện bộ phim Tuổi Thanh Xuân 2. Được biết, trước đó nữ diễn viên do bận công việc nên đã xuất phát muộn và trong trạng thái khá hối hả vì sợ trễ chuyến bay. Ngay lập tức, Trường Giang liền gác lại việc riêng để tức tốc lái xe đưa Nhã Phương đến phi trường kịp giờ khởi hành. Khi vừa đến nơi, Nhã Phương nhanh chóng xuống xe để vào quầy làm thủ tục, còn Trường Giang tìm chỗ đậu xe. Ít phút sau, nam diễn viên cũng rời xe và giúp bạn gái sắp xếp hành lý trên xe đẩy. Dù có vóc dáng nhỏ bé, tuy nhiên, mười khó vẫn gắng sức khi khệ nệ xách từng chiếc vali nặng nề. Điều này cho thấy anh là người đàn ông ga lăng và rất mực yêu thương bạn gái. Trường Giang hối hả đưa xe đẩy vào nơi Nhã Phương đang đứng chờ. Nhã Phương vui vẻ đón bạn trai bằng nụ cười tươi tắn. Trong lúc nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân xuất trình giấy tờ cá nhân, Trường Giang cẩn thận đặt từng chiếc vali lên bàn cân để kiểm tra trọng lượng. Vẻ mặt chàng hề xứ quảng tỏ ra khá lo lắng vì sợ Nhã Phương bị trễ chuyến bay. Cùng lúc đó, nữ diễn viên lại mỉm cười hạnh phúc trước sự yêu thương bạn trai dành cho cô. Cô còn vui vẻ nói chuyện điện thoại cùng bạn bè trong sự theo dõi của Trường Giang. Khi mọi việc hoàn tất và Nhã Phương có thể lên máy bay, Trường Giang đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ân cần đưa bạn gái ra cửa khởi hành. Đến lúc này, nam diễn viên hài vẫn ga lăng xách đồ giúp Nhã Phương. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang công khai chăm sóc bạn gái nơi công cộng. Trước đó, Mười Khó từng không ít lần thể hiện cử chỉ yêu thương dành cho Nhã Phương như đút bạn gái ăn hay âu yếm hôn cô giữa chốn đông người. Thậm chí, Trường Giang không ngần ngại cúi người, sửa và nâng chiếc váy giúp Nhã Phương di chuyển dễ hơn trong nhiều sự kiện giải trí. Từng ánh mắt hành động Trường Giang đối với Nhã Phương đã cho thấy một tình yêu chân thành nơi chàng hề xứ quảng. Sự ga lăng luôn quan tâm chu đáo đến người yêu là một trong những lý do khiến nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân bất chấp dư luận để ở bên Trường Giang. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.